Thưa quý vị, thời gian qua, các trường đại học, cao đẳng, tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bước đầu thành lập các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. Nhưng do chưa có cơ chế hỗ trợ nhà nước nên quy mô hoạt động của các tổ chức này còn hạn hẹp, đa phần là tập trung vào các hoạt động tập huấn, tọa đàm về khởi sự doanh nghiệp, tư duy khởi nghiệp và trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thành công, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025. Để giúp quý vị, nhất là các bạn trẻ, người đang có ý định khởi nghiệp hiểu rõ hơn về đề án này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, được biết vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019-2025. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về nội dung hỗ trợ của đề án này ạ? Về cái nội dung hỗ trợ của đề án thì nó tập trung vào 50 nội dung. Cái nội dung hỗ trợ thứ nhất là hỗ trợ cái tư vấn về sở hữu trí tuệ, về khai thác và phát triển cái tài sản trí tuệ của cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cái nội dung hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ về vấn đề coi như thực hiện những cái thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm, thử nghiệm cái sản phẩm, rồi những cái mô hình kinh doanh mới. Cái nội dung thứ ba là hỗ trợ về vấn đề coi như là ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Nội dung thứ tư là hỗ trợ về vấn đề đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại và thương mại hóa cái sản phẩm của cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Và nội dung cuối cùng là nội dung thứ năm là hỗ trợ để sử dụng những cái cơ sở vật chất kỹ thuật, rồi hỗ trợ cái sử dụng ở cái nơi ươm tạo, rồi hỗ trợ cái không gian làm việc chung cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp đối với sáng tạo và nhỏ và vừa. Ví dụ như là có những cái hợp đồng về chuyển giao công nghệ hoặc là ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào doanh nghiệp ấy, thì tỉnh hỗ trợ đấy. Cái thứ hai là doanh nghiệp muốn cái thử nghiệm sản phẩm mới, thường là doanh nghiệp khởi nghiệp nó có sản phẩm mới thì tỉnh cũng hỗ trợ cái chương trình đó để mà thử nghiệm ra sản phẩm. Doanh nghiệp có khi là muốn có một cái nơi để mà đến để kết nối những cố vấn khởi nghiệp hoặc là ươm tạo hoặc là sử dụng những cái trang thiết bị về khoa học kỹ thuật ấy, thì là cái chương trình của tỉnh là cũng hỗ trợ. Hoặc cái doanh nghiệp muốn quảng bá sản phẩm hoặc đi những cái triển lãm, những hội chợ thì là tỉnh cũng có cái chương trình hỗ trợ. Vậy thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứng những điều kiện nào thì mới được hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ạ? Khởi nghiệp sáng tạo ở đây là doanh nghiệp phải thực hiện cái ý tưởng của mình dựa trên cơ sở cái khai thác những cái tài sản trí tuệ. Ở đây người ta muốn nói nhiều đến cái chỗ là những cái sáng chế, những giải pháp hữu ích, những cái kiểu dáng công nghiệp khai thác cái đó, hoặc khai thác công nghệ, hoặc là cái mô hình kinh doanh mới. Và những cái này là những cái là doanh nghiệp thực hiện những cái này thì nó khả năng là cái tăng trưởng là nó nhanh. Và doanh nghiệp phải thành lập ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phải thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ thuế. Và cái điều kiện nữa là doanh nghiệp là đây là doanh nghiệp khởi nghiệp mà, nên đâm ra là cái thời gian hoạt động là không quá 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và một cái điều kiện nữa là đối với doanh nghiệp cổ phần thôi, đối với công ty cổ phần thì chưa thực hiện cái chào bán chứng khoán ra cái công chúng. Và đấy là những cái điều kiện cơ bản để mà doanh nghiệp tiếp cận cái chương trình hỗ trợ, cái đề án hỗ trợ này của tỉnh. Ông có đánh giá như thế nào về sự khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua? Chúng tôi cảm nhận là rất nhiều ý tưởng, rất nhiều dự án và rất nhiều có thể là cái sức phát triển của doanh nghiệp này, cái sự hình thành có thể tăng lên so với thời gian trước rất là nhiều. Cái thứ hai là cái doanh nghiệp ở tỉnh ấy thì nói chung là cái khởi nghiệp còn nhỏ, nói chung cơ bản còn nhỏ, cái quy mô còn nhỏ ấy, quy mô còn nhỏ và cái sự khó khăn, cái sự bà đỡ của nhà nước, cái sự hỗ trợ của nhà nước là cần thiết để mà doanh nghiệp được ươm tạo, doanh nghiệp được đứng vững mà doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và phát triển lâu dài. Thưa ông, với các em học sinh sinh viên muốn khởi nghiệp thì tỉnh sẽ có những cái chương trình hỗ trợ như thế nào đối với các em ạ? Ngày 30 tháng 7 năm 2017 thì chính phủ có ban hành cái đề án gọi là đề án 1665
hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp trong cái giai đoạn là đến năm 2025. Thì trong đề án ấy, thì có các cái giải pháp để mà hỗ trợ học sinh sinh viên, là như là giải pháp là trong công tác truyền thông tuyên truyền, rồi cái thứ hai hỗ trợ đào tạo cái khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, cái thứ ba là cái giải pháp về là kể cả hỗ trợ cái tạo cái môi trường để cho học sinh sinh viên khởi nghiệp, và cái cuối cùng là có hỗ trợ, có tinh thần nội dung là hỗ trợ cái nguồn vốn cho những cái dự án khởi nghiệp của sinh viên. Thì cái đó thì hiện nay trên địa bàn tỉnh thì các trường ấy cũng đang triển khai thực hiện cái đề án này. Sở hiện nay đang hỗ trợ bằng cái hình thức là tiếp nhận những cái dự án, những ý tưởng đó qua những cái cuộc thi ý tưởng ấy, qua cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, và sở đã triển khai liên tục, năm nào cũng triển khai và đã triển khai được 2 cuộc thi rồi. Thì qua cuộc thi này, tụi này tiếp nhận những dự án, những ý tưởng đó, và tụi này sẽ đào tạo tập huấn để các em hiểu thế nào là khởi nghiệp, và kết nối cả cố vấn để các em hoàn thiện những cái ý tưởng, những dự án của mình, và có chọn lọc những dự án tốt để chúng ta ươm tạo để phát triển, hoàn thiện cái sản phẩm, tiến tới là hình thành những cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ạ. Cảm ơn.